Thì tố Vialo, Hà Linh tuyên bố tới công chuyện có bằng chứng tặng luôn 10 tỷ, nếu không thì xin lại 2 tỷ. Toàn là cái nội dung quảng cáo mà lại kêu là từ cái tâm. Cái tâm mà rẻ, tâm mà tính bằng tiền à? Tâm tính bằng tiền quảng cáo à? Mình không có nhận bất cứ một cái đồng tiền quảng cáo nào từ bất cứ nhà nào này. Mình khẳng định với mọi người luôn nhá, nếu như bất cứ ai đưa ra được bằng chứng rằng mình nhận quảng cáo thì thưởng nóng ngay 10 tỷ đồng. Hà Linh vốn được biết đến là YouTuber, TikToker đi theo con đường review sản phẩm, từ đồ dưỡng da, chăm sóc tóc, quần áo đến đồ ăn. Dù được ủng hộ khá nhiều vì thường xuyên bày tỏ thái độ thẳng thắn, khen chê rõ ràng, song Hà Linh đã bị nhiều người cho rằng cô nhận PR lỗi cho thương hiệu bán đồ ăn vùng cao như thịt trâu gác bếp, lợn gác bếp, lạp xưởng. Trong đó có TikToker It's a Verner, người này cho biết việc quảng cáo là không hề sai, tất cả các nhãn hàng đều cần người nổi tiếng để lan tỏa thương hiệu của mình. Tuy nhiên, việc Hà Linh nhiều lần khẳng định mình review từ cái tâm, cô cho rằng là không hợp lý. It's a Verner nói khá gay gắt. Xem clip thấy có đoạn Hà Linh nói thưởng tiền cho nhân viên vì mua đồ ngon, sau đó chỉ bán sản phẩm đó lại làm tiếp một clip khác nói Hà Linh review có tâm. Mọi người có thấy cái tâm này buồn cười không? Người xem nhìn sờ sờ ra đấy là nội dung quảng cáo mà lại cứ bảo làm từ cái tâm, thế cái tâm tính bằng tiền quảng cáo à? Ý kiến của Xverner đã thu hút sự chú ý của nhiều người và gây ra một cuộc tranh cãi về cách review của Hà Linh, và chiến thần đã lên tiếng đáp trả. Cô viết trên trang cá nhân: em nói để chị Xverner biết này, em im lặng để em đợi chị đưa ra bằng chứng chứ không phải là em sợ gì chị đâu. Còn chị đừng nghĩ ở bên Nhật muốn nói gì là nói, chị làm việc giúp đời gì em không biết, nhưng nói phải có căn cứ. Em đợi chị nhé chị, nếu chị có bằng chứng em đưa chị 10 tỷ, nhưng nếu chị không có bằng chứng mà chị nói mồm cho vui, em chỉ xin chị 2 tỷ thôi. Nữ YouTuber cho rằng nếu đối phương ở Việt Nam thì sẽ nói chuyện trực tiếp. Cô không ngại vì Xverner gấu với ai cô không biết, nhưng Hà Linh dám hứa là sẽ làm cho ra chuyện. Cô còn khuyên đối phương đang làm ăn buôn bán ổn định, đừng để sóng gió. Thậm chí ở dưới phần bình luận, Hà Linh còn không ngần ngại tắt thẳng tên Facebook đối phương với lời lẽ khá đanh thép. Cô nhấn mạnh rằng Xverner đã đặt điều về mình, và nếu người phụ nữ này đã muốn đụng thì cô cũng sẵn sàng chạm. Và tất nhiên lần này Hà Linh vẫn được khá nhiều fan ủng hộ, song bên cạnh đó họ cũng mong mọi chuyện sẽ được làm cho ra nhẽ để niềm tin không bị đặt sai chỗ. Chỉ ít giờ sau khi nữ YouTuber tuyên bố tới công chuyện, Xverner ngay lập tức lên tiếng: hôm nay tôi lại được chiến thần nhắc tên cơ à, nhưng tôi nhắc đến bạn Hà Linh bao giờ đấy, bạn có thật giật mình à, tôi đâu phải là một người nhiều tiền ăn không nói có, rồi cả ekip hùng hậu để có tiền cho bạn 2 tỷ. Cô cho rằng có đồng nào sẽ san sẻ hết cho người lao động bên Nhật hết vốn rồi. Với lại Xverner không muốn nhận của Hà Linh 10 tỷ, không làm gì cho ai không quảng cáo mà ăn không 10 tỷ nó khó khăn. Đồng thời Xverner cũng dẫn chứng rằng không phải một mình nói Hà Linh PR lố, có rất nhiều người khác cũng để lại bình luận rằng sản phẩm không ngon như lời nhận xét từ Hà Linh. Trước màn đấu tố này, người xem đang chia thành nhiều luồng ý kiến. Trong khi đó, chiến thần review đã để lại một lời hẹn ở dưới phần đáp trả của Xverner. Cô không ngại hẹn người này nói chuyện trực tiếp cho rõ ràng. Được biết, Xverner là một người Việt Nam kinh doanh ở Nhật Bản. Người phụ nữ này có khá nhiều cửa hàng bán thực phẩm Việt với giá cả hợp lý nên được người lao động và sinh viên ủng hộ. Còn về Võ Hà Linh, cô gắn bó với YouTube gần 3 năm và là gương mặt được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Ngay từ những ngày mới chập chững bước vào nghề đến bây giờ, Hà Linh vẫn luôn được nhắc đến bởi sự công tâm, bản lĩnh mạnh mẽ và luôn đưa ra nhận xét một cách khách quan chân thực. Chính vì sự cống hiến hết mình với công việc này, Võ Hà Linh đã có một năm 2022 vô cùng rực rỡ. Cô đã chia sẻ hình ảnh chụp một góc nhỏ trong ngôi nhà đã xây dựng xong. Theo đó, cô đã làm lễ nhập trạch về tổ ấm mới của mình. Hà Linh cho biết cô không ngờ chỉ chưa tới 2 năm, cô lại có thể thưởng cho bản thân món quà lớn đến vậy vào một ngày cuối năm tuyệt đẹp. Được biết, nếu như ngày trước Võ Hà Linh ở chung cư, thì giờ cô đã chuyển khẩu xuống mặt đất. Dù chưa tiết lộ cụ thể, nhưng chỉ với dữ liệu nhà mặt đất, tổ ấm mới của nữ YouTuber chắc hẳn sẽ vô cùng khang trang. Và đương nhiên, chi phí mà người đẹp sinh năm 1990 phải bỏ ra chắc chắn không hề rẻ.